Ê, giao tôi trước đi. Cái gì vậy? Phải đơn hàng của chị đâu mà giật. Đơn hàng của chị tôi giao sao? Hai nhà kế bên mà gấp quá vậy? Ủa, kế bên thì giao tôi trước đi. Mắc gì Thiên vậy hả? Trời, Thiên vậy cái gì? Nè, bà vô duyên dữ thôi. Thì ảnh giao tôi xong á, rồi giao cho bà. Mắc cái gì mà gấp dữ vậy? Trời, nếu thì nhận đi. Nè, đơn hàng của tôi á, bà làm gì vậy? Lỡ tay thôi à, làm gì ghê vậy? Còn anh á, có giao hàng cho tôi không? Không có tôi tự lấy rồi nha. Đứng đó. Đơn không đồng. Lần sau gặp tôi á, đừng tự tiện lục đồ tôi nghe. Nói cho chị nghe nè, lần sau tôi giao cho chị trước, ok? Biết giao sớm nãy giờ là được rồi. Rút kinh nghiệm nghe chưa? Chứ tác phong làm việc của tôi á, chuyên nghiệp dữ lắm á. Không có đợi ai đâu à. Là chuyên nghiệp dữ chưa? Cái con nhỏ này, tánh nó kỳ ghê luôn á. Làm gì nó cũng giành giật hết trơn. Em ở cạnh nhà nó nè, mắc mệt luôn á. Với trẻ xong vội vã quá. Đây anh trai. Anh trai mua gì? À, thôi đợi xíu. À, gì? Chị đợi nãy giờ hả? Chị lên mua trước đi. Dì cảm ơn con nha. Nãy giờ dì mỏi chân quá mà không dám nói. Cho tôi mua trước nha. Đèn gấp quá không cảm. Không. Lớn hết rồi. Có ý thức rồi. Ngang. Tự nhiên muốn mua xíu mạng song song vô là mẹ thiên hạ hả? Trời ơi, đèn gấp quá không cảm đi. Đèn ông trai gì mà ích kỷ nhỏ nhen vậy trời. Tôi không chấp nhận cái lỗi như cô. Cô nghĩ sao vậy? Tôi gặp cô hồi sáng rồi. Bây giờ cô nhìn đi. Người ta lớn tuổi đứng đợi mỏi chân vậy nè. Mà chen vô hàng gì kỳ cục vậy? Xin phép gì đi, muốn làm gì làm. Không xin phép gì trơn. Ê, cho hai cái mì đi lẹ đi. Không. Thôi đi con. Cho cổ mua trước đi chứ để rùm beng quán người ta kỳ lắm. Rùm beng gì rùm beng? Con biết á là gì sợ rùm beng nhưng mà cái ngữ như thế này á thì không xứng đáng được nhường. Đồ vô ý thức. Trời ơi, tôi quan tâm. Lấy hai cái mì lẹ lên đi. Thật mệt cho tao lấy luôn cho. Trời đất ơi. Ơi nè. Dù gì? Bà nội cha nó cái con nhỏ này. Thôi đi con. Ai cũng ý thức như con á thì đâu có chuyện gì để nói. Thôi chị lên mua đi. Kỳ vậy ta. Sáng giờ đặt app không ai nhận chân vậy trời. Mình đi anh. Đánh cho coi. Ủa tao. Nè, làm gì vậy? Xe này tôi đặt mà. Hồi nãy tôi nghe bà là chưa đặt được xe cơ mà. Ủa rồi sao? Giờ ai giành đi trước thì của người đó. Mày tránh cho coi. Mày giành tao hả? Trời đất ơi. Nè, làm gì hành hung người khác vậy? Mày là ai? Đánh luôn bây giờ mày tin không? Trời ơi. Người gì ngang ngược vậy? Đi anh. Anh đi đi, tôi trả anh thêm 20 ngàn. Được rồi. Tao á. Cái con nhỏ này. Trời đất ơi. Làm gì quýnh em à? Đứng bên kia giao hàng thấy xô xát vậy? Anh coi có tức không? Em đặt xe, xe tới đón em. Vậy mà nó giành giật vậy đó. Tức thiệt chứ. Thôi được rồi. Coi như xui đi. Về đi đâu á, anh chở giùm cho. Nhưng mà có tiện đường cho anh không? Ui, có gì đâu, trong Sài Gòn là được. Bữa nay cũng ít đơn, chở được. Ừ, vậy anh chở em nha, có gì á, em gửi anh tiền xăng. Thôi, tiền bạc gì, vô nó nói em đi. Dạ, alo. Ủa, chứ không phải là anh tới rồi hả? Ừ, vậy hồi nãy á, không phải anh hả? Ừ, dạ, em đang đứng trước nhà. Cái gì vậy? Chết rồi anh ơi. Tài xế của em mới gọi nè, anh nói là sắp tới. Vậy cái người hồi nãy á, không phải tài xế thôi ôm. Chứ nó là ai? Em cũng không có biết nữa. Nhưng mà hình như á, em thấy cái mặt thằng đó gian gian sao á. Ủa, anh sao tự nhiên dừng lại vậy? Xuống xe. Vàng vọng nhiều tháo rồi đi hết. Anh có tin đó là tôi la lên không? Mày la đi. Mày coi ở đây có ai cứu mày không? Lẹ. Tự tháo hay tàu tháo? Dạ. Nhanh lên. Đeo cho cố vô mà tháo cũng lâu. Coi chừng tao quá. Nè, thằng kia. Giữa ban ngày ban mặt đi cướp tao mày. Không phải chuyện của mày. Biến. Chạy thôi. Thi. Trả lại cho tao mày. Ây da. Ây da. Thả tao ra. Thả bọn mày chứ thả. Xui cho mày nè tao. Đi cướp con ngài hả con? Con có ngài mày là hay vậy? Hỏi nó nhiều mày. Nè, coi nó nha. Anh đưa lên phường. Đi. Thi. Huệ, tôi cảm ơn bà nha.
cảm ơn bà mấy nay ra vô bệnh viện chăm sóc cho tôi. Chắc là mấy nay bà cũng mệt lắm đúng không? Có gì đâu, mà người bà nên cảm ơn á là anh Tính ấy kìa. Không nhờ ảnh chở tôi đi kiếm bà là bà tiêu đời rồi đó. Ủa? Dạ rồi hả? Nãy giao hàng gần nhà bé Huệ, qua kiếm hỏi tình hình của em, thấy đóng cửa, ai về là đang đưa em về. Dạ, em cũng đỡ rồi anh Tính. Mà anh Tính, em cảm ơn anh Tính nha, tại bữa anh cứu em. Mấy nay em nằm trong bệnh viện, em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Em thành ra vậy á, cũng tại Tính em bon chen, giành giật với người khác, nên giờ chịu hậu quả như vậy nè. Thôi, biết sai sửa sai là tốt rồi. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho em, hiểu không? Rút kinh nghiệm, sau nãy gì cũng từ từ, đừng có tranh giành mà gây ra những hậu quả không đáng cho mình. Dạ, em nhớ rồi. À, có gì xíu nữa em gửi cho anh Tính ít tiền hậu tạ nha. Thôi, anh làm gì đam mê, chứ tiền bạc gì tầm này. Em quên anh là ai rồi hả? Anh là Tính shipper, vậy cho Tính shipper không có gì là khó. Thôi, hãy đi trước đi. Dạ, cảm ơn anh. Đi cẩn thận nha. Dạ.